Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì em mới vừa về một cái lô đèn của Hukan nha anh em. Số lượng khá là nhiều ha. Và đặc biệt là đầy đủ hết các mã luôn. Đầy đủ hết các mã từ lớn tới nhỏ luôn. Đó, bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết từng cái mẫu đèn ha. Bây giờ em tắt hết để cho nó đỡ bị chói nè. Đó, thì số lượng khá là nhiều. Anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ để đặt hàng nha. Rồi. Đầu tiên đó là cái mẫu đèn, đèn này là đèn 12 bóng led anh em ha. 12 bóng led. Đó, anh em có thể coi cái độ sáng của nó nè. Đó, hiện tại thì em đang sử dụng cái pin đó là pin pin 15 cell của Depton. Thì hiện tại em có bán pin của pin 15 cell của Hukan. Thì hiện tại em có bán pin của Hukan luôn nha anh em, pin 15 cell ha. Pin 15 cell thì của Hukan nó có hai loại là loại 4.5 AH và loại 6 AH nha anh em. Hai loại ha. Và giá của nó khá là rẻ. Đối với cái cục mà 4.5A này thì giá của nó là 490.000. Và tặng kèm cho anh em đó là một cái bộ sạc nữa nha anh. Một bộ sạc ha. Đó thì với những cái pin này thì anh em có thể sử dụng cho cái đèn này khá là tốt nha. Đặc biệt là cái đèn này nó có thêm có hai cổng USB ở đằng sau nè. Có hai cổng USB ở đằng sau ha. Thì anh em có thể sử dụng nó như một cái cục sạc dự phòng luôn. Đó, và đặc biệt là sử dụng chân pin phổ thông. Đó, sử dụng chân pin phổ thông. Và cái độ sáng nó cũng khá là lớn ha. Đó anh em, cái đèn này là đèn nhỏ nhất của Depton nha anh em. Đèn nhỏ nhất của Depton ha. Về cái giá nó thì hiện tại em chưa có nhớ giá nữa. Em mới nhập về cái em quay lên cho anh em coi luôn. Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ để em báo giá chi tiết ha. Rồi về cái thời gian sử dụng của cái đèn này chắc để hôm nào em sẽ test rồi em sẽ báo lại cho anh em nha. Rồi tiếp tục là cái đèn này là đèn 16 bóng led ha. 16 bóng led, công suất của nó là 27W. 27W, 16 bóng led ha. Thì anh em có thể nhìn thấy độ sáng nè. Nó sẽ sáng hơn khá là nhiều so với cái đèn đèn nhỏ kia. Đó, cái này thì nó kiểu nó sáng chùm luôn nha anh em. Đó, sáng chùm một cái chùm to luôn nè. Rồi ok, thì đặc biệt tất cả các đèn của Hukan nó đều có hai cổng USB đằng sau ha. Rồi tiếp tục là cái mẫu mà mẫu này là mẫu bao nhiêu bóng đây ta? Mẫu này mẫu 30 bóng led ha, 48W. 30 bóng led 48W, để em tắt cái đèn này đi cho nó đỡ chói. 30 bóng led 48W nha, 48W đúng không ta? Đúng rồi, 30 bóng led 48W ha. Đó, em bật lên cho anh em coi cái độ sáng của nó nè. Rồi, sáng cả một vùng luôn anh em ha. Đây là cái thiết kế bên trong cái bóng led của nó nè. 48W nha anh em, 48W ha. Và đèn led thì nó sẽ tiết kiệm pin cho anh em. Rồi, tiếp tục đó là cái mẫu lớn hơn. Mẫu này là mẫu 70W ha. 70W là 48 bóng led. 48 bóng led nha anh em, 48 bóng ha. Rồi, nó sáng. Đó, 48 bóng ha. Rồi, cuối cùng đó là mẫu lớn nhất là mẫu 90W với 70 bóng led ha. Rồi, sáng chói rọi luôn. Đó, tổng cộng là bên Hukan nó sẽ có tổng cộng là 5 mẫu đèn nha anh em, 5 mẫu đèn ha, từ lớn tới nhỏ. Loại nhỏ nhất là loại 12 bóng nè, 12 bóng led nè, rồi loại 16 bóng led, rồi 30 bóng led, rồi 48 bóng led và 90 bóng led ha. Đó, thì cái giá thì chắc là để em sẽ lên cho anh em sau. Hiện tại thì em mới nhập về, em chưa nhớ giá nữa nè, chưa nhớ giá nữa ha. Và đặc biệt là anh em, những cái đèn này anh em sẽ có thể là xài chung với cái cục pin Hukan này nha. Hukan này là pin 15 cell ha. Và giá của nó chỉ có, giá cục pin chỉ có 490.000 thôi. 490.000 và được kèm thêm một cái cục sạc nữa ha. Đó, tức là ví dụ như anh em mua một cái bộ đèn với lại pin này. Đó, thì anh em có thể đi phượt. Những anh em nào mà thường xuyên đi phượt á, em nghĩ anh em nên sắm một bộ ha. Thường xuyên đi phượt nên sắm một cái bộ. Đó, thứ nhất là anh em có thể sử dụng cái cục pin này như một cái cục sạc dự phòng luôn. 4.500mAh là nó cũng khá rất là lớn nha anh em ha. Rất là lớn nha. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ giùm em trên số điện thoại trên màn hình nha. Rồi cảm ơn em.